الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Bản năng là nguồn động lực nội tâm thúc đẩy con người suy xét mục đích tồn tại và số phận của mình. Nguồn động lực này hướng con người đến niềm tin vào Allah và chấp nhận thờ phượng Ngài theo những gì Ngài đã quy định. Một số tôn giáo ngoài Islam tin rằng con người được sinh ra theo nghiệp báo, tức do những việc làm xấu và không tốt của họ ở kiếp trước. Theo niềm tin này, ai là người hư hỏng, là kẻ xấu, thường làm điều ác trong cuộc sống hiện tại, sau khi chết sẽ được sinh vào một kiếp sống mới trong tầng lớp thấp kém hơn hoặc chịu nhiều đau khổ trong cuộc đời. Và đây chính là sự luân hồi chuyển kiếp theo niềm tin của họ. Vì vậy, theo niềm tin của họ, người nào muốn được cứu rỗi, muốn được thoát khỏi vòng luân hồi thì phải tu hành, phải thoát tục, tức không màng thế gian và sống khổ hạnh đến chết. Dưới cái nhìn của Islam, tín ngưỡng và quan niệm này là sai lầm vì nó phá hủy toàn bộ cuộc sống của con người, vì nó hoàn toàn không phục vụ được bất kỳ điều gì cho nhân loại. Thay vào đó, nó khẳng định rằng những gì mà con người đang đau khổ là hình phạt tự nhiên cho một tội ác trước đó ở kiếp trước. Và đây là một kiểu cải cách theo chiều hướng lạc hậu, bất công và phân giai cấp. Một bằng chứng rõ ràng nhất cho điều này là xã hội Hindu, Ấn Độ giáo. Nó được xây dựng trên tín ngưỡng luân hồi và nghiệp chướng. Theo họ, những người hư đốn, tội lỗi sẽ được sinh ra ở kiếp sau trong tầng lớp thấp kém hơn kiếp sống hiện tại. Và do đó, những người đau khổ xứng đáng với sự đau khổ của mình. Và vì vậy, chúng ta thấy trong xã hội của Ấn Độ giáo, mọi người được chia thành 4 đẳng cấp. Thứ nhất là Brahmin, Bà La Môn, tức là những người giảng dạy, duy trì giáo lý và là những linh mục. Hai, đó là Kshatriya, còn gọi là Rajanya, thì đó là những chiến binh và hoàng tộc. Thứ ba, đó là Vaishya, tức là giai cấp nông dân và thương gia. Và cuối cùng, giai cấp thứ tư, đó là Sudra, tức là người hầu, những người làm công việc thấp kém. Thì trong xã hội của họ, tầng lớp thấp kém nhất là Sudra. Thì những người của tầng lớp Sudra này bị ruồng bỏ, không được xã hội xem trọng. Họ làm công việc bị người khác xem thường, theo quan niệm của họ, chẳng hạn như tạp vụ, dọn vệ sinh. Và dựa theo giai cấp của mỗi người, quy định các loại hình công việc, quần áo và thức ăn của họ. Và việc kết hôn lập gia đình chỉ được phép trong cùng giai cấp, và mỗi người đều bị ràng buộc phải thuộc về giai cấp mà người đó được sinh ra. Nhận thức đẳng cấp này bắt nguồn từ niềm tin vào sự luân hồi và nghiệp báo, cho nên giai cấp Sudra xứng đáng nằm trong số những tiện dân. Bởi vì chắc chắn trong những kiếp trước tầng lớp này, tầng lớp này là tội đồ, vì vậy họ mới được sinh ra trong giai cấp này. Thì dựa theo quan niệm này của họ thì chúng ta có thể coi việc giúp đỡ người ở giai cấp thấp, giai cấp bị ruồng bỏ như là một kiểu không tôn trọng nguyên tắc nghiệp báo. Đây rõ ràng là một quan niệm và tư tưởng hướng đến sự lạc hậu, bất công, phân giai cấp và chuyên chế. Triết lý luân hồi và triết lý nghiệp báo đã sản sinh ra sự phân chia giai cấp này, và chúng đã sản sinh ra quan niệm sai lầm về những người nghèo khổ, bệnh tật, những người yếu thế, những người không có gì trong tay. Nếu con người tin và đi theo tín ngưỡng và triết lý này, hậu quả là con người sẽ bỏ qua cơ hội giúp đỡ và hỗ trợ tầng lớp bất hạnh. Và đây là điều trái ngược với bản chất tự nhiên của con người, trái với luân thường đạo lý của xã hội loài người. Bởi vì bản năng của con người luôn thúc đẩy sự cảm thông đối với những người yếu thế, những người thiếu thốn và bệnh tật, đồng thời thúc giục họ có nghĩa vụ hỗ trợ, giúp đỡ và cố gắng loại bỏ khỏi họ sự tổn hại và phiền não. Trong Islam, việc gánh chịu trách nhiệm của một người vào đời sau là ở trong tay của Allah Subhanahu wa Ta'ala, Thượng Đế của vũ trụ và vạn vật, đấng quyền năng và tối cao. Trong Islam, tất cả con người được sinh ra đều vô tội. Việc giúp đỡ những người khốn khổ trong dân chúng sẽ nâng cao địa vị của con người ở nơi Allah Subhanahu wa Ta'ala vào đời sau. Nếu một người tìm hiểu Islam, người đó chắc chắn sẽ thấy rằng Islam là mô hình chính xác, tốt lành, đáng tin cậy và khôn ngoan trong việc giải đáp nhu cầu của con người về cách sống, về việc phân tích ý nghĩa và mục đích tồn tại của con người theo bản năng lý trí và khoa học. Trong kinh Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala Thượng Đế quyền năng và tối cao phán: "Hỡi thiên sứ Muhammad, ngươi hãy nhớ lại,
khi Ibrahim bảo người dân của mình, các người hãy thờ phượng Allah và hãy sợ Ngài, điều đó tốt nhất cho các người nếu các người biết được. Thực ra các người chỉ thờ phượng những bục tượng thay vì Allah, các người thực ra chỉ bịa chuyện quan đường mà thôi. Những thần linh mà các người thờ phượng thực chất không có khả năng ban bổng lộc cho các người. Bởi thế, các người hãy tìm bổng lộc nơi Allah. Các người hãy thờ phượng Ngài, hãy tạ ơn Ngài, bởi rồi đây các người sẽ được đưa trở về trình diện Ngài. Nếu các người phủ nhận thì quả thực những cộng đồng trước các người cũng đã phủ nhận như thế. Và nhiệm vụ của một sứ giả chỉ là truyền đạt một cách rõ ràng mà thôi. Lẽ nào những kẻ phủ nhận này đã không nhận xét thấy việc Allah khởi tạo rồi phục sinh như thế nào ư? Quả thật điều đó đối với Allah vô cùng đơn giản. Chương 29 Al-Ankabut câu 16 đến câu 19. Allah subhanahu wa ta'ala ra lệnh cho con người chúng ta tìm kiếm bổng lộc ở nơi Ngài và chỉ thờ phượng một mình Ngài. Và Ngài ra lệnh cho con người làm điều tốt, làm điều thiện tốt, bởi vì Allah là đấng mà tất cả nhân loại sẽ phải trở về trình diện Ngài sau khi chết để Ngài phán xét và thưởng phạt. Không có sự biện minh nào cho việc nỗ lực làm điều tốt theo tín ngưỡng luân hồi và nghiệp báo, trong khi thực tế là tất cả mọi người đều phấn đấu làm điều tốt và biết rằng đây là một nghĩa vụ. Thực ra sự nỗ lực làm điều tốt là một phản ứng với tiếng gọi của bản năng thuần túy vốn có trong mỗi con người. Allah đứng tối cao phán trong một hadith Qudsi: Ta, Allah, đã tạo ra tất cả đám bề tôi của ta đều là Muslim thuần khiết, tức là đều quy thuận Allah theo bản năng vốn có mà Allah đã tạo ra họ. Nhưng Shaitan đến đưa họ ra khỏi tôn giáo của mình. Hắn ngăn cản họ làm điều mà ta cho phép và bảo họ làm shirk với ta, điều mà ta không ban cho bất cứ thẩm quyền nào. Hadith do Muslim ghi lại. Có nghĩa là mỗi con người sinh ra vốn thần phục một mình Allah subhanahu wa ta'ala, tức trong trái tim của họ luôn thừa nhận rằng có một thượng đế tối cao và toàn năng thực sự. Nhưng rồi những tên Shaitan đến đánh lừa, xúi dục khiến con người phủ nhận Allah và trở nên vô đức tin đối với Ngài. Islam tôn vinh con người, xem mọi người có quyền bình đẳng như nhau, không có bất cứ sự phân biệt giai cấp hay chủng tộc nào. Trong kinh Quran, Allah phán rõ điều này: Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatat tayyibah wa lanajziyannahum ajra bi ahsani ma kanu ya'malun. Bất cứ ai hành thiện, dù nam hay nữ, trong lúc y là một người có đức tin, ta chắc chắn sẽ ban cho y một cuộc sống tốt đẹp và ta chắc chắn sẽ ban cho những người như thế một phần thưởng tốt hơn những gì họ đã từng làm. Chương 16 An-Nahl câu 97. Và Allah Subhanahu wa Ta'ala phán: Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uba wa qaba'il lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Hỡi nhân loại, ta Allah đã tạo hóa các ngươi từ một người nam và một người nữ và làm cho các ngươi thành các quốc gia và những bộ lạc để các ngươi nhận biết lẫn nhau. Quả thật, người vinh dự và cao quý nhất ở nơi Allah là người có tất qua, tức sự ngay chính, ngoan đạo và sợ Allah nhất trong các ngươi. Quả thật, Allah là đấng hằng biết, đấng thông toàn. Chương 49 Al-Hujurat câu 13. Trong câu kinh 97 của chương 16 vừa nêu trên, thì Allah subhanahu wa ta'ala phán cho biết rằng Ngài sẽ ban điều tốt lành trên thế giới này và sẽ ban thưởng ở đời sau cho những ai nỗ lực hành thiện, dù là nam hay nữ. Điều này có nghĩa là con người cần làm điều tốt, cần làm điều thiện. Và một trong những điều thiện tốt chính là giúp đỡ những người yếu thế và khó khăn. Nabi Muhammad, vị thiên sứ của Islam, sallallahu alaihi wasallam, nói: Quả thực các ngươi chỉ được ban cho bổng lộc và sự chiến thắng khi các ngươi giúp đỡ những người yếu thế ở nơi các ngươi. Và đây mới là điều đúng đắn, bởi lẽ lương tâm con người vốn được xây dựng trên sự biết đồng cảm với những con người nghèo khổ, yếu đuối, đơn chiếc, thiếu hiểu biết trong loài người. Vì vậy, sự chống lại điều này là đã đi ngược lại với lòng trắc ẩn tự nhiên vốn có trong mỗi con người, được gọi là bản năng. Trở lại về vấn đề luân hồi, nếu sự luân hồi chuyển kiếp là sự thật, thì số lượng sinh vật trên trái đất phải cố định, bởi vì chúng chuyển kiếp lẫn nhau. Trong dòng luân hồi,
Tuy nhiên, không có trí tuệ bình thường nào nói điều này ngày hôm nay cả. Người ta đã chứng minh rằng đã có một thời điểm trái đất chưa từng tồn tại, đã có một thời điểm không có sinh vật sống trên trái đất và đã có một thời điểm số lượng sinh vật sống trên trái đất rất ít. Sau đó, số lượng của chúng tăng dần theo thời gian và đây là điều được loài người ngày hôm nay đồng thuận và chấp nhận. Và thời gian trước đây trên trái đất, số lượng con người rất ít so với ngày hôm nay. Vì vậy, số lượng của con người chưa từng được thống nhất, cố định là bao nhiêu, thì làm thế nào xảy ra các dòng luân hồi cố định? Có một người phụ nữ Mỹ tên là Ruth Simmons. Cô ta đã tuyên bố chính cô được đầu thai từ kiếp trước có tên là Bridie Murphy. Và rồi Ruth Simmons bắt đầu nhớ lại những ký ức trước đây của mình khi cô ấy là Bridie Murphy vào thế kỷ 19 ở Ireland. Sau đó, các nhà nghiên cứu điều tra cuộc đời của Ruth Simmons. Hóa ra là cô ấy có một người hàng xóm cũ đến từ Ireland. Cô ấy tên là Bridie Murphy. Vì vậy, cô ấy đã lấy những ký ức của Bridie về Ireland và gán chúng cho mình, cho rằng cô ấy là Bridie. Thực ra, sự luân hồi là một ảo tưởng. Nó mâu thuẫn với cả những trực giác đơn giản nhất của khoa học và giác quan của con người. Paul Edwards, tổng biên tập của Bách khoa Toàn thư Triết học và là giáo sư Đại học New York, nói sự luân hồi chỉ là một điều tưởng tượng mâu thuẫn với khoa học hiện đại. Như vậy, con người khi chết đi họ sẽ không được sinh ra thêm lần nào nữa. Allah subhanahu wa ta'ala, Thượng Đế tối cao đã ban xuống Kinh Quran cao quý cho vị Nabi của Ngài, Muhammad, để phản bác những người cho rằng sự chuyển kiếp luân hồi đầu thai, tức là đầu thai, sau khi chết đi, qua những cái lời của những người đa thần. In hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'uthin. Quả thực chỉ có một cuộc sống thế gian này mà thôi. Chúng ta sẽ sống rồi chết. Chúng ta sẽ không được phục sinh trở lại bao giờ. Và Allah subhanahu wa ta'ala phản biện lại cái lời khẳng định này của họ trong Kinh Quran của Ngài ở câu kinh khác. Alam yarau Alam yarau kam ahlakna qablahum min al-qurun annahum ilayhim la yarji'un. Lẽ nào họ không thấy ta Allah đã tiêu diệt biết bao thế hệ trước họ? Những người của thế hệ đó sẽ không bao giờ trở lại gặp họ trên thế gian này. Vì vậy, không hề có sự luân hồi nào sau khi chết. Con người sẽ không trở lại cuộc sống trần gian lần nào nữa sau khi đã chết. Học giả Al-Qurtubi nói trong tafsir của mình, câu kinh này là một phản biện đáp lại những ai cho rằng trong nhân loại, sau khi chết, có người trở lại trần gian trước ngày phục sinh. Ở câu 56, chương 44, Ad-Dukhan, Allah subhanahu wa ta'ala phán, La yadukuna fiha al-mawta illa al-mawta al-ula wa وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. Họ sẽ không nếm trải cái chết ở đó ngoại trừ cái chết đầu tiên ở trần gian. Thì câu kinh này Allah subhanahu wa ta'ala đứng tối cao khẳng định rằng con người chỉ nếm trải cái chết một lần duy nhất, tức sau khi chết họ sẽ không bao giờ trở lại cuộc sống trần gian để chết thêm một lần nào nữa. Và đây là giáo lý đức tin của Islam. Một trong những điều thuộc niềm tin nơi đời sau của người Muslim là họ tin rằng con người sau khi chết sẽ chuyển đến thế giới Barzakh, có thể gọi là cõi chết hoặc là cõi mộ, sau đó vào thời điểm được Allah subhanahu wa ta'ala, Thượng Đế của chúng ta, đứng quyền năng ấn định, Ngài sẽ phục sinh toàn bộ nhân loại từ người đầu tiên cho đến người cuối cùng, tất cả sẽ được cho sống trở lại từ thế giới Barzakh. Và sau lần phục sinh này, nhân loại sẽ sống trong một thế giới hoàn toàn khác với thế giới trần gian, đó là thế giới vĩnh hằng. Và ở thế giới vĩnh hằng này chỉ có hai chốn ở, không có chốn ở thứ ba, đó là thiên đàng hoặc là quả ngục. Allah sẽ thu nhận vào thiên đàng những ai tin và thần phục Ngài, và sẽ đày vào quả ngục những ai không tin và bất tuân Ngài. Những người đi theo tín ngưỡng luân hồi, như đã nói, họ tin rằng nếu muốn thoát khỏi kiếp luân hồi thì một người phải tu hành bằng cách là thoát tục và sống cuộc đời khổ hạnh, đó là sống độc thân, chịu đói khát, không ăn thịt, thường xuyên ngồi thiền, tức ngồi cố định tại một vị trí trong nhiều giờ liền, không ăn không uống để tịnh tâm và giác ngộ. Một số nhóm phái Islam đã lầm lạc và lệch khỏi con đường ngay chính của Islam, chẳng hạn như nhóm phái Sufi cũng đã bắt chước sống cuộc đời khổ hạnh và cho rằng đó là cách để đạt đến cảnh giới cao của sự thờ phượng và hướng đến Allah.
Islam cảnh báo không nên thắt lưng buộc bụng theo cách này và khắc nghiệt với bản thân theo cách này. Bởi lẽ sự khắc nghiệt với bản thân ắt dẫn đến sự khiếm khuyết trong nhận thức và sự suy đồi về tôn giáo theo thời gian. Allah Đấng Tối Cao phán cho biết, Ngài đã tạo ra mọi thứ trên trái đất này là để con người sử dụng. Ngài phán, Huwallazi khalaqakum ma fil ardi jami'a. Ngài là Đấng đã tạo ra tất cả mọi thứ trên trái đất cho các ngươi. Và Allah Đấng Toàn Năng phán ở câu kinh 31-32 của chương 7 Al-A'raf như sau. Ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Kul man harrama Allah, kul man harrama zinatallahi allati akhraja al-ibadi wat-tayyibati min ar-rizq. Hỡi con cháu của Adam, tức loài người, các ngươi hãy mặc y phục chỉnh tề khi đến masjid và các ngươi hãy ăn uống thỏa thích nhưng không được phung phí. Bởi lẽ Allah không yêu thương những kẻ phung phí. Ngươi hỡi thiên sứ Muhammad, hãy nói với những kẻ đa thần, ai đã cấm những thứ làm đẹp cũng như các loại thực phẩm tốt sạch mà Allah đã tạo ra cho đám bề tôi của Ngài? Trong một hadith Sahih do Dawud ghi lại, thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói, chớ đừng hà khắc với chính mình, rồi Allah hà khắc với các ngươi. Quả thật, đã có nhóm người vì tự hà khắc với chính mình nên Allah đã áp đặt lên họ sự hà khắc. Tàn tích của họ vẫn còn trong các cổ mộ và nhà cửa của họ. Sau đó, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam đã đọc câu kinh: "Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim." Nguyên tắc tu hành không lập gia đình, không kết hôn là do họ tự đặt ra chứ ta Allah không quy định cho họ. Chương 57 Al-Hadith câu 27. Imam Az-Zahabi rahimahullah nói: "Người thờ phượng trần trụi với kiến thức, khi người đó sống đời sống khổ hạnh, độc thân và đói khát, từ bỏ thịt và trái quả, tự giam mình tại một chỗ, ý nghĩ của linh hồn ám ảnh người đó và Satan nhập và xuất trong cơ thể, tức là tâm trí của người đó. Vì vậy, người đó nghĩ rằng mình đã đạt được cảnh giới của sự giác ngộ, rồi truyền đạo và thăng thiên. Tuy nhiên, đó chỉ là sự quấy ám của Satan." Nói về việc ngồi thiền, thì một trong các nghi thức định tâm để nhận thức và giác ngộ của Ấn Độ giáo, thì Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Sinh học Quốc gia Hoa Kỳ là một trang web của chính phủ và là một trong những tài liệu tham khảo nghiên cứu y học lớn nhất thế giới, nói sự tĩnh lặng hoàn toàn trong nhiều giờ ở một vị trí nhất định mà không có thức ăn hoặc đồ uống theo thời gian dẫn đến sự mất cân bằng điện tích trong não do giảm lượng đường trong máu, do đó xảy ra nội tiết endorphin không kiểm soát được và cảm giác ảo thực sự bắt đầu xảy ra. Thì trong Islam, sự bất tuân và sự hối hận của lương tâm là những vấn đề tự nhiên liên quan đến mệnh lệnh thiêng liêng từ Allah Subhanahu wa ta'ala Đấng Toàn Năng và Tối Cao. Vì chúng ta chịu trách nhiệm, chúng ta cảm thấy hối hận trong trường hợp có bất kỳ vi phạm nào. Đây chính là bản năng mà Allah đã khẳng định trong kinh Quran, Ngài phán: "Fitratallahi allati fatarannasa 'alayha." Fitrah, tôn giáo tự nhiên của Allah, tôn giáo mà theo đó Ngài đã tạo ra loài người. Chương 30 Ar-Rum câu 30. Thì đứng trước bản năng này, một người cảm thấy lương tâm cắn rứt với bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với các giá trị của lòng tốt và sự thật. Và Allah Toàn Năng đã hướng dẫn trong thông điệp cuối cùng, tức là tôn giáo Islam, đến với con đường cầu xin sự tha thứ và ăn năn vì đã vi phạm các giá trị của lòng tốt và sự thật. Đồng thời, Allah cũng ra lệnh trả lại những điều bất công cho người thuộc về nó, và như vậy sẽ được Allah xóa tội lỗi. Islam không hướng con người theo cách chống lại cảm giác tội lỗi thông qua sự hà khắc quá mức đối với bản thân. Cùng với một loạt các bài tập thực hành như ngồi thiền hay những nghi lễ mang tính chất rời xa thế tục mà Islam kêu gọi chiêm nghiệm, suy ngẫm về các tạo vật của Allah. Bởi vì chính sự chiêm nghiệm, suy ngẫm bằng trí tuệ và tinh thần lành mạnh thúc đẩy đến hành động, biết dâng lời, biết ơn Allah và phấn đấu trong cuộc sống. Theo hướng dẫn và sự chỉ dạy của Islam, chính sự chiêm nghiệm đích thực dẫn đến sự vâng lời và quay về với Allah, chứ không phải bằng cách bắt bản thân chịu đói khát, sống cuộc đời khổ hạnh và giam thân xác cố định tại một chỗ trong nhiều giờ liền một cách bất động. Allah Đấng Toàn Năng và Thông Thái phán:
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina 'adhaban nar. Quả thật việc tạo hóa các tầng trời và trái đất cũng như việc luân chuyển ban đêm và ban ngày là những dấu hiệu dành cho những người hiểu biết. Họ là những người thường xuyên tụng niệm Allah lúc đứng, lúc ngồi và ngay cả lúc nằm nghiêng một bên. Họ thường suy ngẫm về quyền năng của Allah trong việc tạo hóa các tầng trời và trái đất, khiến họ phải thốt lên: Lạy Thượng Đế của bầy tôi, Ngài đã không tạo hóa những thứ này một cách vô nghĩa, quang vinh và trong sạch thay Ngài. Xin Ngài hãy cứu bầy tôi tránh khỏi sự trừng phạt nơi quả ngục. Chương 3 Ali Imran, câu 190-191. Thì đây mới thực sự là sự chiêm nghiệm phù hợp với bản chất tự nhiên của con người. Và chính sự chiêm nghiệm giúp con người cảm tạ Allah vì những hồng ân xung quanh mình. Theo giáo lý của Islam, sống cuộc đời khổ hạnh và từ bỏ thế gian không phải là cách đúng đắn để thanh tẩy bản thân. Một người muốn được cứu rỗi không cần phải đi đến nơi quan vắng rồi ngồi thiền, hoặc phải dành phần đời còn lại của mình để đi khất thực cho đến chết. Đối với Islam, việc chống lại bản năng và ham muốn là một sự mất cân bằng tai hại, hủy hoại con người, gia đình và xã hội. Bởi lẽ bản năng và ham muốn là những món quà của Thượng Đế ban tặng để hình thành gia đình, thiết lập xã hội, phấn đấu, lao động và xây dựng cuộc sống. Và bản năng cần được điều trị bằng cách tinh chỉnh nó và đưa nó vào quá trình tự nhiên của nó, chứ không phải bằng cách thiêu đốt và hủy hoại nó. Tại sao mục đích tồn tại của chúng ta lại nằm ở chỗ phải chịu đói, chịu khát, phải sống khổ hạnh, phải đi xin một bữa ăn và sau đó dành cả ngày còn lại trong những nơi hoang vắng cho đến khi chết? Tại sao lại nói rằng chúng ta cần phải rút lui khỏi thế giới cho đến khi cái chết đến, trong khi những loài côn trùng thấp kém nhất vẫn nhận thức được sứ mệnh tồn tại của chúng, xây dựng trái đất và cải tạo cuộc sống? Chúng ta thấy bầy ong làm việc trong nỗ lực và trật tự vì lợi ích của chúng và con cái của chúng. Và chúng ta thấy vi khuẩn tổ chức trong ruột để mang lại lợi ích và hưởng lợi từ chúng. Thực tế, cuộc sống nói chung đang diễn ra với những luật lệ và vận hành mà Allah subhanahu wa ta'ala đứng tạo hóa đã sắp đặt và an bài. Tất cả vạn vật, ngay cả con người, đều vận hành theo quy luật của Ngài. Một quy luật mà con người thường gọi là quy luật tự nhiên. Nếu một người bắt bản thân vận hành khác với quy luật tự nhiên vốn có của nó, thì đó là một hành động ngu xuẩn, không hề mang lại bất cứ giá trị khôn ngoan nào cho bản thân, cuộc sống và xã hội. Islam là một tôn giáo chân lý khi nó hướng dẫn một lối sống đúng đắn. Nó hướng dẫn con người vào một con đường phấn đấu, siêng năng, khuyên nhủ, hòa nhập, cải thiện, kiên nhẫn và trách nhiệm. Người Muslim điều chỉnh ham muốn của mình bằng cách tuân theo phương pháp kỷ luật dục vọng mà Allah subhanahu wa ta'ala Thượng Đế Toàn Năng đã thiết lập và ban hành. Các phương pháp đó bao gồm kết hôn lập gia đình, hạ thấp cái nhìn xuống, lễ nguyện Salah, nhịn chay Ramadan, Zakah, sống và lao động chân chính, mua bán không gian lận, tất qua đối với Allah subhanahu wa ta'ala, tức kính sợ Ngài, cố gắng tránh xa những điều Ngài nghiêm cấm một cách thầm kín là hay công khai. Và bên cạnh đó, có sự cảnh báo từ Thượng Đế về sự trừng phạt cho hành động trái lệnh Ngài. Ngoài ra, có một con đường cho việc ăn năn sám hối khi một người làm sai và bản thân mềm yếu. Người Muslim cải tạo và thanh lọc tâm hồn bằng cách hành thiện và kiểm soát dục vọng mà không cần rời bỏ đời sống thế tục. Vì vậy, người Muslim có thể sống trong xã hội của mình, xây dựng nó và đồng thời được Allah cứu rỗi mà không cần phải để bản thân khổ sở và bắt nó chạy trốn khỏi thế giới. Allah đứng tối cao phán: "Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahaha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Đối với người kính sợ Thượng Đế của y và luôn ngăn cản bản thân tránh những dục vọng thấp hèn, chắc chắn thiên đàng sẽ là chỗ ở. فلق تحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. Nhưng y đã không vượt qua được con dốc khó khăn. Ngươi thiên sứ Muhammad, có biết con dốc khó khăn đó là gì hay không?
đó là giải phóng nô lệ hoặc nuôi ăn một ngày đói mềm, một đứa trẻ mồ côi thân thích hoặc một người khó khăn túng thiếu dính bụi đường. Rồi ngoài những điều này, y còn là một trong những người có đức tin khuyên nhau nhẫn nhịn và khuyên nhau về lòng trắc ẩn. Đó sẽ là những người bạn của tay phải. Chương 19 Al-Balad câu 1, câu 11 đến câu 18. Vì vậy, để có được thiên đàng, một người ngoài việc phải có đức tin nơi Allah subhanahu wa ta'ala, anh ta cần phải giải phóng nô lệ, nuôi ăn người nghèo, làm việc thiện và khuyên mọi người làm điều tốt. Bằng cách này, một người sẽ thành công, chứ không phải bằng cách tách biệt bản thân khỏi cuộc sống và xã hội, hoặc bằng cách sống cuộc đời khổ hạnh và đi ăn xin cho phần còn lại của cuộc đời mình. Tóm lại, trong Islam, con người sẽ được cứu rỗi thoát khỏi ngục lửa, thoát khỏi quả ngục, và đạt được chiến thắng bởi sự hài lòng của Allah subhanahu wa ta'ala. Islam trong thực tế là sự quay trở lại với bản năng tự nhiên, cách nhìn của người Muslim về thế giới, cuộc sống, phần thưởng và hình phạt, và mục đích của sự tồn tại hoàn toàn tương thích với bản năng hay lẽ tự nhiên. Cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala hướng dẫn và soi sáng, bởi Ngài là đấng hướng dẫn và soi sáng tốt nhất. Wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.